Mời các bạn xem trận tứ kết 2 giữa đội Đức Lucas ở Hyundai Sơn và đội Vinh Mỏ Công ở bên kia. Thằng mới bãi biển thua cái này thôi. Được không? Điểm 2 đều. Trận thứ 11.
bảy cho Vinh. Điểm 97 cho Đức. Này đang chữ tôi với anh thủ cho lên độ mà tin biết là điểm 9 đều. Điểm 10 đều. Được 12-10. Đi xe 4. Bò cái bảo có chuyện không cứu là. Điểm 13-11. Điểm 14-11. Rồi lấy gì em bố đây không? Điểm 12-14.
Ooh.